Còn nếu chưa qua, chào mừng các bạn đã đến với Mad TV. Chị vui được ở cái câu chào thôi các bạn à. Tại vì hôm nay là một ngày kỳ xui. Tôi nói là xui. Từ cái lúc mà đồng hồ điểm 12 giờ, tôi đã cảm giác được cái sự xui đã dẫn đến tôi. Trước khi vào vấn đề chính, tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện xui của tôi à. Nếu như mà bạn nào coi channel của tôi thường xuyên thì sẽ biết tôi là một fan của K-pop. Mỗi nhóm tôi đều có support riêng. Rồi kiểu mỗi nhóm tôi đều có cái thưởng thức riêng về mặt âm nhạc, hoặc là về mặt hình ảnh này, hoặc là về những cái tài năng khác. Nếu mà bạn nào đam mê K-pop giống như tôi thì cũng biết là hiện nay ở Sài Gòn mình có cái gọi là V-Live, V-Heartbeat á, là mỗi tháng đều có mời một số nghệ sĩ Hàn về. Tôi cũng đã đi sang idol K-pop mấy lần từ chương trình V-Heartbeat này rồi, đúng không? Thành công cũng có, không thành công cũng có. Đối với việc mà săn không được thì tôi đã quá quen rồi. Riêng cái đợt này á, thì tôi lại có cái động lực là về idol, một trong những idol coi như là sau EXO đi. Sau EXO là một trong những idol mà tôi thích nhất đã về đến Việt Nam, đó là Red Velvet, và cụ thể hơn là Red Velvet Wendy sau xung quanh. Bởi vì á, hồi xưa lúc mà bài Happiness ra là tôi rất là thích cô gái tóc ombre xanh dương. Cứ bất cứ nhóm nào ra mà mình kiểu mà mình thích nhạc á, là mình đều pick cho mình một thành viên mà mình thích nhất trong nhóm đó, để sau này có dance cover bài nào thì mình cũng xin được nhảy cái giai đó. Sau khi mà pick xong thì mở profile ra, trời ơi, ngạc nhiên bùng nổ là Wendy cùng ngày, cùng tháng, cùng năm sinh với tôi luôn. Bởi vậy trời ơi, tôi lúc đó là tôi phải hoảng hốt thốt lên là trời ơi, nhân duyên đẩy tôi đến thích cái bạn này. Cái đợt này tôi biết là Wendy về cùng với Wendy Mickey và Jung Seowon. Thì Jung Seowon thì tôi có biết qua Rodeo 101, tại vì tôi có coi Rodeo 101 hầu hết các chương trình Rodeo. Sau Wendy á, thì trong số những người mời về đợt này á, là tôi còn có thích Yu Jung của Wendy Mickey nữa. Yu Jung á, cái bé lùng mà được hạng 3 của Rodeo 101 á, center của bài Beat Me hồi chiếu đến em Countdown. Và tôi cũng có cảm tình với Jung Seowon rất nhiều, tuy là Jung Seowon không phải là người mà tôi pick ở trong cái chương trình đó. Thì nói chung là này thì phải dân K-pop mới biết, còn mấy bạn mà không phải dân K-pop thì nãy giờ nghe tôi nói thì có hơi lan man đúng không? Đợi xíu thôi, tôi chuẩn bị vô chủ đề chính đây nè. Bây giờ tôi vẫn còn đang kể nói chung là khởi đầu cho đây chỉ là phần giới thiệu thôi, còn đây mới bắt đầu là khởi đầu cho những cái ngày tháng đau khổ của tôi. Thì đợt này tôi bị hụt vé, tôi không thể quay được vé ở bên V-Live, nên là tôi quyết định là đợt này tôi sẽ tinh thần như những bạn fan không trúng được vé là sẽ cắm cọc ở sân bay. Nhưng mà chuyện gì mình cũng không có thể tính trước được. Thường á là tôi nhớ là V-Live á sẽ là các nghệ sĩ K-pop sẽ đến ngay cái hôm biểu diễn luôn. Chớ trên sao lần này á lại là đến trước cái hôm biểu diễn, và cái ngày trước cái hôm biểu diễn này là cái ngày gọi là The Win Team được mời đi coi offline, một trong những buổi công chiếu gọi là sớm nhất của Avengers Endgame. Tôi cũng là fan của Marvel nên là mà cái ngày mà công chiếu Endgame thì tôi đã đợi kiểu mà mình háo hức, mình đợi một gần năm trời rồi, từ hồi mà Infinity War là đã chờ mong ngóng từng ngày đến cái ngày được coi Endgame rồi. Thì nói chung ngày đó là tôi rất là vui, cho đến khi mà tôi biết là hôm đó Red Velvet và Wendy Mickey qua. Tại sao bình thường lại đi vào ngày diễn mà cuối cùng hôm đúng cái đợt này lại qua đúng cái ngày mà tôi không thể đi được. Coi như là cái kế hoạch đón idol đến Việt Nam đã bất thành. Tôi vẫn chưa bỏ cuộc, thì tôi quyết định là sẽ đi tiễn idol đi. Tại vì thường á là sau khi idol K-pop diễn ở V-Live xong là sẽ lên xe ra sân bay liền. Tại vì lần này chứ không phải chỉ có một mình Wendy không, muốn gặp các bạn của Wendy Mickey, muốn gặp Jung Seowon, muốn gặp cả Red Velvet mà kiểu đứng gần sát á, nên là tôi phải ra sân bay trước. Cái tôi ra sân bay tôi chờ, tôi bắt đầu đi từ quận 7 là từ 6 giờ tối, mà tôi đi ra sân bay là tới 7 giờ rưỡi, gần 8 giờ, tại vì tôi có dừng lại nghe điện thoại của bạn á. Thì đó là gần 7 rưỡi, gần 8 giờ tôi ra sân bay Tân Sơn Nhất. Tôi ngồi ở đó cho tới 10 giờ rưỡi tối thì có xe chở Jung Seowon đến. Đón Yu Jung với lại Wendy, nhưng mà cuối cùng thì chỉ gặp được Seowon thôi. Lúc mà đón xong Seowon mới biết là coi như là Wendy Mickey với Red Velvet á là ngày hôm sau mới về. Trời ơi, đang đứng đón, đang đứng chờ với bả mà thấy bả livestream ăn bánh xèo, muốn xỉu luôn. Cái thôi đi về, suy nghĩ đắn đo xem là ngày mai có đi không, tại vì tôi đang có một cái job rất là quay clip rất là gấp, sợ là đi tiễn về thì không có, thứ nhất là tôi sẽ ngủ không đủ, tại vì hôm đó tôi về rất muộn, không có đủ thời gian để quay clip á. Cả đêm suy nghĩ, cuối cùng tôi ngủ được có 1 tiếng đồng hồ, khoảng 4 giờ mấy rưỡi gần 5 giờ á là tôi ngủ.
cho tới 6 giờ là tôi dậy rồi để chuẩn bị đi lên sân bay lần thứ hai. Thế tôi chạy lên đó đúng 8 giờ. Đúng 8 giờ tôi có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Vừa tới nơi tôi mở điện thoại ra thấy hình Wendy đã vào trong khu check-in được 5 phút. Tôi trễ đúng 5 phút để gặp Wendy. Quan trọng là tôi đến để tôi đến để tôi tiễn Wakimiki. Tại vì tôi nghe nói là Wakimiki bay lúc sẽ đến sân bay lúc 8 giờ. Còn Red Velvet là bay Wendo là không có lịch. Xong rồi cái cuối cùng tới là Miss không gặp được Red Velvet. Xong tôi gái ngồi chờ Wakimiki tới. Thì có chuyến Hàn Quốc là tới 9:15. Tôi đợi tới 9:05. Tôi đợi tới 9:05 luôn. Mà bình thường đi vô có làm thủ tục xong hết thì đi vô phải đi vô trước 20 phút. Mà lần này 9:05, 9:15 bay mà 9:05 Wakimiki vẫn chưa tới. Là tôi thấy rồi sai chuyến rồi. Mà bây giờ không về là không có thể làm việc được. Miss công việc, cái phải đi về. Đó đã là cái chuyện xui của tôi. Nó xui mà, ta nói nó xui mà. Kiểu mà tôi ngồi giật giữa sân bay á, mấy tí đồng hồ vậy á, hai lần mà không đạt được mục đích, trời tôi buồn, mà tôi buồn thúi ruột luôn á. Nói chung cũng có cái an ủi đó là chắc ngồi đợi thảm quá nên là mấy bạn fan của Wakimiki có đi phát cho những bạn fan đến tiễn ngồi đó hình của tiếng đen đôi đủ lệch đi chung với đôi dân dễ thương không đó. Đây là tất cả những gì tôi có và cộng thêm đoạn clip của Seowoon nữa sau 2 ngày đi cam idol, đi sang idol. Xong bây giờ sẽ bắt đầu vô chủ đề chính của video ngày hôm nay, đó là sau khi tôi buồn rầu vậy thì trên đường về tôi đi ngang disco. Tôi thấy nhiều người đứng ở ngoài quá, cái tôi mới có gì vậy ta, mà ngay cái chỗ đó là Adidas nữa. Mà Adidas thì ông Kero nó khoái lắm, mà tôi có dặn lòng là tháng này, nếu mà các bạn không biết á, thì tôi nói luôn là ngày 20 tháng 4 là cái ngày mà ngày gọi là ngày này năm trước, ngày 20 tháng 4 năm trước á là post cái clip đầu tiên khai hỏa, coi như là mở ra cái channel MeTV này, là cái clip đi bộ mua trà sữa thử thách nè. Nhưng mà ngày 20 tháng 4 năm 2018 đấy, clip thử thách đi bộ mua trà sữa. Nói gì? Ok, ngày mà mình mở ra trên nồi thì nói chung là cái người mà tôi biết ơn nhất là ông Kero, là cái người mà hướng cho tôi ra cái con đường này với tôi. Hồi đó tôi không biết tôi làm gì hết. Tôi có hứa với lòng là tới cái ngày kỷ niệm này tôi phải dành tiền ra để báo đáp cho ông Kero cái gì đó. Ông hướng tôi vào con đường này rồi giúp đỡ tôi rất là nhiều. Chồng mấy bạn không biết được là ông giúp đỡ tôi cũng như là những thành viên khác bao nhiêu đâu. Chào mừng chia lâm la chứ thứ á, rồi hướng đạo thứ, mặc dù lâu lâu ông cũng đáng ghét lắm, hiểu không? Nhưng mà kiểu người với người mà lúc nào chả xảy ra mâu thuẫn, nhưng mà nhìn chung á thì cái mà ông giúp cho tụi tôi nhiều hơn cái mà những cái nhỏ nhặt nó nhiều, nên là ông biết ơn ông lắm. Nên là tôi quyết định là sẽ mua cho ông một cái gì đó. Mà giờ ông Kero ông bị Nabi nó đầu độc rồi, ông nghiện giày. Cái brand mà ông thích nhất đó là Adidas, thì tôi thấy Bitico mà cái store Adidas gọi là store, gần như là cái store lớn ở Hồ Chí Minh á, đây đông người vậy. Thì tôi vô tôi mò nhầm thì tôi thấy là hôm nay là 27 tháng 4, là ngày release cái đôi ZD 700 analog. Cái đôi đó nói chung là ông Kero ông còn bị ghiền ZD nữa. Cái tôi nói rồi, nhân duyên khiến tôi đi ngang cái nơi này mà thấy cái đó thì có nghĩa là muốn tôi mua cái đó, nên là thôi để vô coi nhiêu. Thì tôi thấy là đôi ZD đó ở trong store giá đang bán với giá là 8 triệu, nó vừa đủ với con số mà ở trong bóp của tôi hiện giờ luôn mấy bạn. Là khi mà tôi mua xong là tôi chỉ còn 20.000 trong túi thôi đó, và tôi quyết định mua. Wow. Nói chung là cái gì thì chứ trả ơn thì mình phải quyết đoán, đúng không? Tại vì mình không mua cho mình mà mình mua cho anh ta thì mình phải nghĩ, mình phải bớt nghĩ, hiểu không? Chuyên tâm với việc trả ơn. Còn khi nào mình mua cho mình thì mình phải nghĩ nhiều, hiểu không? Thì đây là hộp giày mà tôi đã mua cho ông Kero. Ui da, 700. Cái hộp của giày gì quen thuộc. Nó quen thuộc vậy thôi chứ tôi không có mê giày gì lắm, nên là tôi không có đôi nào. Tính ra đôi này mắc nhất trong những đôi mà tôi có luôn. Tôi mang hình như đôi mắc nhất cũng là 7 triệu, ý 5 triệu mấy, 5 triệu mấy, 6 triệu chưa tới đôi này. Hay là Umi có online nên là tôi hỏi Umi size của Kero nên mới biết. Nè, cho các bạn xem. Đôi này hiện đang bán ở store ở Bitexco, Hồ Chí Minh nha. Đây. Tôi thấy cái màu này nó giống cái đôi sọt của Nabi. Cái gì có gì mà mấy người đó thích quá ha. Trời, tôi thấy Kero với Nabi mua mấy đôi ZD luôn. À kệ, sở thích của người ta thì mình trân trọng thôi. Mình thích thì cũng không có quyền gì lên tiếng hết. Mua quà cho anh ta thì mình phải mua cái đồ người ta thích chứ, chả lẽ mình mua đồ mình thích nữa không?
xong bây giờ tôi sẽ đem vô cho Caro. Trời ơi, nói chứ tôi nợ quá trời tiền luôn, như đây không lại giúp ôm vậy. Hello, hello sếp. À, nhân ngày không ngày gì hết. Mới đi mua. Mua gì vậy? Nét gì ạ? Analog 700. Hôm nay nó mở bán Bitico á, không biết hả? Ủa mày đi ngang mới biết á chứ em cũng chả biết gì đâu. Mua cho anh á. Size 42 gì đó, 42 41 gì luôn nè. Mua cho anh. Ừ. 8 triệu luôn ba. Thấy ghê không? Ngầu không? Hả? Ghê không? Trời ơi, đẹp quá trời luôn. Bởi vậy. Sao mày mua em hỏi anh? Mày mua quà sao hỏi ba, mua quà bất ngờ đúng không? Anh có đặt ở trên gì supply bên Mỹ rồi. Hả? Gì ba? Giỡn hoài thôi, em biết em giỡn mà trời. Sáng nay đặt xong mới đi ngủ, ngồi canh nguyên buổi sáng đặt xong mới đi ngủ. Trời ơi, nó bán Việt Nam đi đặt qua nước ngoài chi ông nội? Rẻ hơn. Trời ơi, chết mẹ, giờ sao giờ? 8 triệu túi bà. Giờ tôi còn 20 ngàn túi à. Mấy mày bán cái này đi, gì chắc giờ còn hot. Thiệt không? Thiệt gì mà. Má sao thấy nghe easy quá, thôi tôi không tin đâu. Mẹ 8 triệu tôi luôn á, trời giờ bán này đi tặng ông gì vậy trời. Anh đang định lắp thêm cái máy nữa để nhà, lâu lâu về nhà cùng chơi á. Mua anh cái card màn hình đi. Card màn hình? Ừ. À, tôi nhớ rồi, ok. Tôi nhớ này rồi. Card màn hình. Case máy tính đẹp quá mọi người ơi. Ngoài ra còn có áo khoác, áo thun. Toàn hàng limited, bạn nào muốn sở hữu thì hãy mua bất kỳ sản phẩm card đồ họa, máy tính để bàn sử dụng GeForce RTX 2070, RTX 2080 nha. Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 3 tháng 5 sắp tới đó. Nhanh tay lên. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Nhớ like, subscribe cho Mel TV nha. Sayonara.